Em Hồng Hà xin chào toàn thể gia đình nhà mình đã quay trở lại với kênh YouTube của Shop Ngọc Hà nhà em hôm nay. Dạ vâng rồi, thì hôm nay em sẽ lên một ít sản phẩm về các sản phẩm về dòng đèn và dòng pin và cũng như là một ít sản phẩm về đồ kim khí của nhà em đang phân phối. Trước tiên vào đầu like thì bao giờ cũng vậy, em Hà xin các bác và các chị cho em Hà xin một nút like và một nút đăng ký kênh để nhiều người biết tới Shop Ngọc Hà nhà em nhiều hơn. Dạ vâng rồi, mình đặt hàng thì xin vui lòng gọi vào hai số hotline em để trên màn hình, đó là số 0948516622 hoặc số 0944090988 để được nhân viên hỗ trợ và tư vấn chốt đơn hàng cho mình. Em ship code toàn quốc, các bác được kiểm tra hàng trước khi nhận. Đã rồi, em sẽ vào sản phẩm đầu tiên của nhà em, đó là sản phẩm về các cái dòng em bán cái này là em bán chi ân, em bán tặng mình luôn nha. Rồi, cái dòng này thì em đang để cho mình là một cục băng keo này. Đây, một cuộn băng keo là 4.000, một cục băng keo này 10 cuộn là 40.000. Em bán này là em bán tặng luôn nha, em bán không lợi nhuận luôn trên cái dòng keo như này nha. Đó, mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em này. Đó, rồi. Đây là băng keo điện với giá là 4.000 một cuộn. Bác nào mua một cuộn này là 40.000 nha. Em bán này để in cho các bác, ví dụ bác dùng ít hay dùng nhiều cũng được hưởng cái giá như nhau. Đó, em không nhờ em là em không ép khách nhiều đâu. Rồi mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em này. Đó, rồi. Tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con băng keo trong. Băng keo trong này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá là 20.000 một cuộn băng keo trong hai mặt như này nhé. Mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em này. Đó, rồi. Tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con dây dù như này nhá. Cuộn dây dù này em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 10.000 một cuộn dây dù như này thôi nha. Mời các bác và các anh các chị lên đơn này. Đó, rồi. Dòng này là dòng keo đa năng, dòng này là dòng keo đa năng hàng của Nhật nhá. Rồi con này thì nhà em cái thứ nhất là bao test hàng đi cho mình là mềm, hàng vẫn còn sử dụng được, em Hà mới giao cho mình. Con này là 60g và các bác sử dụng ra sao, mình sử dụng dán sắt, dán inox, dán gạch, dán gỗ các thứ đều được, gọi là keo đa năng mình dán cái gì cũng được. Với giá là 20.000 một típ cái loại là 60g như này nha. Đang thị trường đang có loại 20g, em Hà không bán bởi vì 20g tính ra giá nó mắc hơn loại 60g này, các bác mua thiệt quá em Hà không bán loại đấy nhá. Với giá là 20.000 cho một típ như này, mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em này. Đó. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái loại băng cái loại xi măng dẻo này của nhà em Hà. Đây. Đây là dòng xi măng dẻo, thì con này nó là dòng một loại là size lớn nhá. Nó có một size nhỏ nhưng em Hà không bán. Hiện tại là một size lớn này em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 15.000 thôi. 15.000 cho một cái bịch xi măng dẻo như này. Con này thì nó đã trộn sẵn rồi mà nó dẻo như này sẵn rồi, mình chỉ việc về mình sử dụng là cái thứ nhất là cái bồn nước nhà mình bị tét này, cái thứ hai nữa là cái đường ống này, cái thứ ba nữa là về ví dụ như là vấn đề mà mình bị thấy nó bị hở nứt tường ở đâu mình có thể sử dụng được hết hộ em nha, với giá chỉ có là 15.000 thôi. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con bút thử điện thông mạch như này luôn. Em Hà cũng đang để cho mình với giá tri ân với giá 10.000 bằng giá em Hà nhập luôn nhá. Mời các bác và các anh chị lên đơn giúp em, và em nói luôn lưu ý là con này sẽ đi kèm với đơn hàng. Mình mỗi đơn hàng được mua một con duy nhất thôi nha. Đó, mời. Mà con này thì nó có nghĩa là nó tìm dò mạch điện, cả mạch điện ngầm của mình ở trong cái đường, ví dụ như là mình xây dây điện mà đi âm tường á, đều dò được hết luôn nhá. Với giá là 10.000 đồng, mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em này. Đó, rồi. Tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con chai xịt RB7. Chai xịt RB7 này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá là 35.000 cho một chai xịt RB7 như này nhá. Mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em là xịt RB7 với giá là 35.000. Rồi, tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng đèn đi ha. Đây dòng đèn hôm nay em còn một ít về cái dòng đèn ba đầu như này, em bán hôm nay này em bán tặng mình luôn này. Đó, rồi. Dòng đèn này thì em đổ xỉ hết rồi, còn một ít nữa thì em bán tặng cho các bác ở trên live luôn. Rồi, dòng đèn này thì con này là hàng Made in Japan nha. Đây. Đó, Made in Japan này. Đó. Con này nó sẽ có 3 chế độ đèn như này, một đèn một bóng này, ấn 2 là 2 bóng này, ấn 3 là 3 bóng sáng tất cả. Và con này thì em bao sáng cho mình luôn nha, bao sáng luôn, sáng lắm, sáng dữ lắm. Rồi, nó sẽ được thiết kế là hai cục pin 18650 đi kèm ở hông như này luôn này. Đó, rồi. Rồi, và nó sẽ có cái sạc pin, đốc sạc pin như này đi kèm cho mình luôn nhá. Một cái đèn như này em Hà đang bán trước là 140, hôm nay em Hà để cho mình giá tri ân với giá là 110.000, số lượng có hạn thôi nha. Mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em là
bóng đèn 3 bóng với giá là 110.000 cho một con bóng đèn 3 bóng như này nha, số lượng quá hạn này. Dây thì cực kỳ là chắc chắn luôn này, nên là cứ yên tâm nha. Rồi mời các bác và các anh các chị lên đơn. Em sang sản phẩm tiếp theo cho mình. Đây. Nha, em cũng phải lưu ý một chỗ là như này. Con này nó được đặt nhà máy tại đây nhé. Được đặt nhà máy tại đây này. Đó. Mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em này. Đó, được đặt nhà máy tại đây em mới rõ này. Đó, rồi. Tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con đèn pin cầm tay của nhà em. Đây. Dòng đèn pin cầm tay mà là dòng đèn pin siêu sáng của nhà em, đó là dòng đèn pin Polit. Đó. Dòng này thì con này là Make in Japan nhé. Nó sẽ có nút đỏ này, là nút ấn này, nút bật này. Đó, sáng không ạ? Rồi và sáng không. Đó. Và có lan châm đằng sau này này. Đó. Đèn pin thì nó sẽ gồm luôn là một viên pin 18650 đi kèm này, một thân pin này và một dây sạc của nó. Đây, dây sạc của nó là sẽ là dây sạc đầu cắm cổng USB như này giúp em này. Đó, rồi đây. Khi em hàng giao hàng thì hàng trong hộp như này giúp em nha, hàng trong hộp như này sẽ gồm pin, sạc pin và đốc sạc đi kèm luôn. Đó, rồi. Con này thì được đặt nhà máy tại đây nha, đặt nhà máy tại đây. Và con này được xuất sang Japan. Mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em. Con này thì em Hà đang để cho mình với giá là 110.000 cho một con đèn pin như này nha. Đó, rồi. Con này khoảng tầm 2 dài 20 xăng nha, bằng một găng tay của em là 20 xăng đi ha. Đó, mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em là đèn pin siêu sáng với giá là 110.000. Mời các bác và các anh các chị lên đơn, em cũng còn rất ít, còn vài chục con hết. Tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con đèn pin mã 3. Đây, đây là dòng đèn pin mã 3 nhà em, sẽ gồm một thân pin này, một thân đèn này, một cục pin 18650 này và một ốc sạc này đi kèm này. Dạ, rồi. Dòng này thì nó cũng khá là sáng luôn và nó có chỉnh zoom cho mình luôn nha. Đây. Đó, nó sẽ chỉnh zoom sáng tối như này cho mình luôn. Đó. Rồi, một cái đèn như này em Hà đang để cho mình với giá là 70.000. Mời các bác các anh các chị lên đơn giúp em là đèn pin mã 3 với giá là 70.000 và trên thân của nó không có chữ Make in Japan đâu, bằng như này luôn nha. Đó. Khi em giao hàng cho mình sẽ là hàng trong hộp như này luôn này. Đó, rồi. Mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em này. Với giá là 70.000 đèn pin mã 3 với giá là 70.000. Dạ rồi. Em sang sản phẩm tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con đèn pin mã 8. Đây. Đèn pin mã 8 của nhà em thì sẽ gồm một thân đèn như này này. Một cục pin 18650 này và một đốc sạc đơn 18650 đi kèm như này giúp em này. Đó, và một cái để cái pin tiểu cho mình. Hiện tại là một con đèn như này em Hà đang để cho mình với giá là 90.000. Mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em là đèn pin mã 8 với giá là 90.000. Đây. Con này thì cũng khá là sáng nha. Đó. Sáng lắm và nó có nhiều chế độ nha. Đó, nó có nhiều chế độ, nháy nháy cũng có này, và chế độ như này cũng có này. Đó, rồi. Mời các bác và các anh các chị lên đơn. Con này nó cũng sẽ có chỉnh zoom này. Con nào cũng có chỉnh zoom hết, con 110 cũng có chỉnh zoom nha các bác nha. Đó, chỉnh zoom. Rồi, một con đèn như này em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 90.000. Mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em này. Thân đèn sẽ được khắc Make in Japan như này cho em nha. Đó, rồi. Với giá 90.000. Khi em giao hàng sẽ là hàng trong hộp như này giúp em này, hàng trong hộp như này nha. Đó, rồi. Tiếp theo qua sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con đèn móc khóa. Đây là dòng đèn móc khóa của nhà em nha. Đó. Dòng đèn móc khóa này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ là 25.000 thôi. 25.000 cho một con đèn móc khóa như này nha. Và nó sẽ có cái đèn châm hút như này đằng sau này. Đó, và có kệ để như này cho em này. Đó, rồi. Con này thì chắc là em nghĩ là nó ăn pin thì cũng được ít thời gian thôi chứ không được nhiều đâu nha. Đó. Và con này nó sẽ có cái bậc như này và cái bật bia như này giúp mình nhá. Và sẽ kèm cả một dây sạc đi kèm luôn cho mình luôn này. Đó, đốc sạc của nó là pin, cái đầu sạc cắm USB như này giúp em nhá. Đó, rồi. Với giá là 25.000, mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em. Rồi, em sang sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con đèn pin nhỏ của nhà em. Đó là dòng đèn pin nhỏ của nhà em này. Đó. Con này sẽ là nằm trong hộp về Make in Japan như này giúp em này. Đó. Rồi. Con này thì cũng khá là sáng luôn nhá. Nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó sáng tốc độ như này này. Đó, và con này nó sẽ có chỉnh zoom cho mình luôn này. Đó. Đấy, chỉnh zoom mà sáng to sáng này. Đó, chỉnh zoom như này. Đó. Đó. Rồi.
Một con đèn này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 50.000, có cả sáng hồng nha. Mời các bác và các anh các chị lên đơn với em là đèn pin mã nhỏ với giá là 50k. Đó, rồi. Tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con đèn pin cầm tay polis hai đầu như này luôn này. Đó. Con này là hàng bao xịn sò cho mình luôn ấy. Rồi dòng này thì nó sẽ sáng được hai đầu như này giúp em, sáng lắm mà rọi rất xa luôn. Rọi sáng ở nhìn thấy không ạ? Sáng lắm luôn đấy các bác ạ, sáng cực kỳ luôn. Rồi đây, về đầu của nó thì nó sẽ sáng được cả bên hông, bên đèn bên đây, nó sáng được cả hông này nữa này. Rồi nó sáng bên này nữa này. Đó. Đó, mình thích cảnh báo mình cũng đang báo là mình gặp nguy hiểm được luôn. Đó rồi, một con đèn pin bolit như này em Hà đang để cho mình với giá là 250.000, mời các bác và canh các chị lên đơn giúp em nhé. Và con này nó sẽ sử dụng bằng dây sạc cắm USB nhá, nó có cái dây sạc đi kèm nhá. Mời các bác và canh các chị lên đơn giúp em này. Đó, rồi 250.000. Đến sang sản phẩm tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con đèn cảm ứng. Dòng này là dòng đèn cảm ứng nha. Về các bác nhớ sạc giúp em nha, bởi vì khi đi đường em không để pin ở trong này đâu, không để điện ở trong này đâu. Con này thì nó khá là hay luôn, khi cho mình sử dụng là như này này. Con này là nhà em Hà đang xài rồi. Đây, nó sẽ là như này. Đợi em xíu. Đó, rồi. Nó sẽ dụng cụ đi kèm của nó là hai cục đan châm như này để làm gì? Để mình dán một cục vào đây giúp em. Đó. Một cục này mình dán lên tường giúp em. Đó, khi mình hít vào thì nó sẽ hít vào với nhau như này. Đó. Và mình sử dụng khi nào hết pin, mình có thể mình lấy ra, mình tách hai cục này ra thôi. Mình cầm cái này đi sạc xong lúc sau về mình lại dán nó vào chỗ cũ của nó. Rồi, nó sẽ có cả cái chỗ treo như này cho mình luôn. Dây sạc của nó đi kèm đây. Rồi, một con đèn như này em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 40.000 cho một con đèn cảm ứng nhá. Con này là con đèn cảm ứng. Mời các bác và các chị lên đơn giúp em để mình sử dụng vào cái chỗ ví dụ như là tủ quần áo này, hoặc cầm cầu thang này, hoặc là cái lối đi lại chỗ nhà mình mà nó tối tối á thì mình sử dụng giúp em nhá. Với giá chỉ có là 40.000 thôi. 40.000 cho một cái con đèn cảm ứng như này nha. Mời các bác và các chị lên đơn này. Đó, rồi. Tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con đèn năng lượng mặt trời. Dòng này thì em còn ít thôi. Đây, dòng đèn năng lượng mặt trời này của mình thì mình sử dụng là mình để ngoài cổng, ngoài hiên hoặc sân vườn các kiểu đều được luôn. Đó, con này thì sử dụng hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời. Cứ có ánh sáng, nó sẽ là ví dụ như là trời tối là nó sẽ sáng. Đó, tối thì sẽ sáng hoặc là người đi qua sẽ sáng nha. Mời các bác và canh các chị lên đơn giúp em này. Đó, đây. Cứ che tối thì nó sẽ tự sáng cho mình. Con này phù hợp cho mình để ở sân vườn này, ngoài cổng này, rồi lại là ngoài hiên. Với giá chỉ có 60.000 thôi. Mời các bác và canh các chị lên đơn giúp em nha. Em còn một ít nữa thôi, không còn nhiều với cái dòng đèn này đâu. Đó, nó sẽ được có cả cái những cái dụng cụ đi kèm của nó luôn nha. Mình mua về chỉ việc sử dụng luôn này giúp em thôi. Rồi mời các bác và các anh lên đơn với đèn năng lượng mặt trời với giá là 60.000 cho một cái con đèn năng lượng mặt trời như này nha. Mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em. Rồi em sang sản phẩm tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con đèn. Đèn này là con này là con phích điện công trình của em. Đó, đây. Dòng này là dòng phích điện công trình này, những anh nào đi công trình hoặc những bác nào mà sử dụng ở nhà mà điện thì mình sử dụng giúp em với cái dòng cái phích nối như này nhá. Đó, phích này em gọi là phích công trình. Rồi cái phích công trình này thì mình có thể mình rơi vỡ các thứ không bị lo nứt mỏng gì hết, bởi vì nó được làm hoàn toàn bằng cao su đúc. Đó, nó sẽ có chân tròn và chân dẹt như này giúp em này. Hiện tại một cái phích điện công trình này em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 50.000 thôi. 50.000 cho một cái phích điện công trình như này nhá. Mời các bác và các chị lên đơn giúp em này. Đó, rồi. Tiếp theo sang sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con pin. Dòng pin nhà em thì em sẽ có pin hai loại pin của 18650. Đây. Em lấy cho mình xem luôn. Đó. Cho pin đây. Pin 18650 em sẽ có hai loại. Loại thứ nhất là pin màu đỏ này thì em Hà đang để cho mình với giá là 20.000. Con này dung lượng của nó chỉ có là 6800 mAh với giá là 20k. Đó. Rồi, pin thứ hai của 18650 nữa là pin này là pin của Phantom, của hãng Phantom nhá. Đấy. Và dung lượng của con này nó sẽ là rơi vào là 22.000 mAh, có nghĩa là gấp mấy lần con này luôn. Đó, rồi. Một con này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 35.000.
35.000 cho một cục pin 18650 như này nhá. Đó, mời các bác và canh các chị lên đơn giúp em này. Đó, pin Phantom 35.000, pin đỏ 20.000. 35.000 nhá. 35.000, 35.000 cục này đấy nhá. Đây em phải nói rõ, không đến lúc này các bác lại bảo em mà nhập nhằng giá em mệt lắm. Đây, với giá là 35.000 nhá. 35.000 cho một cái cục pin như này nhá. Phantom 35.000. Đó, rồi. Tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con đốc sạc. Đây, đốc sạc thì em sẽ có đốc sạc đơn và đốc sạc đôi. Đây là đốc sạc đôi của 18650, em Hà sẽ để cho mình với giá là 45.000 cho một đốc sạc đôi như này. Còn đốc sạc đơn là con này, em Hà đang để cho mình với giá là 20.000 cho đốc sạc đôi như này. Con này thì cái dòng này của nhà em là sẽ có báo pin cho mình luôn nhá. Đây, lúc đầy báo màu xanh, còn lúc hết báo màu đỏ, khi mình sạc xong nó sẽ báo màu xanh cho mình nhá. Mời các bác và canh các chị lên đơn. Đó, rồi. Tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con sạc pin tiểu. Đây, sạc pin tiểu của nhà em thì em sẽ có một cái con đốc sạc pin tiểu như này. Sạc pin tiểu này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 90.000 cho một đốc sạc pin tiểu, sạc được 4 viên pin như này giúp em. Đó, rồi. Và cái đầu sạc của nó này đây, thật sạc và dây của nó như này luôn. Đó, rồi. Hàng trong hộp như này giúp em nhé. Và nơi này là nơi sản xuất của nó này. Đây, nơi sản xuất đây. Đó, rồi. Một cái cục sạc pin, một cục sạc pin tiểu như này em Hà đang để cho mình với giá là 90.000 cho một cái cục sạc pin tiểu như này nha. Mời các bác và các chị lên đơn giúp em là đốc sạc pin tiểu với giá là 90.000. Rồi, em Hà sang sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con sạc pin tiểu này. Đó, sạc pin tiểu này là dòng pin của Sony nha, em Hà đang nói nha. Đó, rồi, một cục sạc pin này em Hà đang để cho mình với giá là 35.000 một cặp như này nha. 35.000 một cặp, em sẽ có sạc 2A này, 2A đây. Đó. Dòng 2A đây, đó, 2A này. Rồi, 3A. Dung lượng của pin là sẽ là 4600 mAh. Đó, em nói rõ này. Đó. Em quay cho mình xem luôn. Volt là 1.25V. Đó. 1.2. Đó, rồi. Mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em này. Lấy pin 3A, 2A báo em nha. Rồi, tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con pin không sạc. Đây là dòng pin không sạc của nhà em này. Pin không sạc thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 8.000 một cặp thôi. 81.000 một cặp pin không sạc. Đó. Nó sẽ có pin 2A và 3A luôn. Đó. Mình lấy pin 20, một hộp này là 20 cặp, em Hà đang để cho mình với giá là 150.000. Mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em nha. 150.000. Rồi, tiếp theo em sang sản phẩm tiếp theo về các dòng đồ kim khí của nhà em nhé. Đây, dòng đồ kim khí, đợi em một xíu em chuyển về đằng này. Đó. Về dòng đồ kim khí thì em sẽ lên cái đầu tiên. Đây, dòng sản phẩm đầu tiên đó là cái bộ khóa cà lê. Đây. Bộ khóa cà lê thì hiện tại em Hà sẽ có bộ khóa cà lê từ đầu 8 cho đến đầu 24 luôn. Từ đầu 8 đến đầu 24. Và con này thì đây, em cho mình xem luôn. Đó. Con này thì nó là hàng của USA nhá. Đó. Đó, đây khắc rõ ràng cho mình luôn này, hàng khắc chìm hết nhá. Tất cả các đầu đều được khắc lên chữ USA như này. Hiện tại là một cái bộ khóa cà lê này em Hà đang để cho mình với giá là 240.000. Mời các bác và các chị lên đơn giúp em bộ khóa cà lê với giá là 240.000 từ đầu 8 cho đến đầu 24 luôn nhá. Đó, hàng sẽ em giao hàng cho mình sẽ như này luôn đấy, sẽ có lá cờ các thứ hiển thị lên này luôn này. Bộ này xin phép này, ai lấy nguyên một bộ này em không bao ship được đâu nha, riêng dòng này rất mắc, em nói thiệt luôn. Rồi, tiếp theo qua cho mình nữa là về những cái dòng con hoa thị. Dòng hoa thị thì em sẽ có hoa thị này và đầu bi này. Đây là em gọi là đầu bi nhá. Đấy, có nhiều bác thì gọi là lục giác, tại vì là nó có đầu lục giác đó. Rồi, hiện tại là như này, em Hà đang để cho mình một bộ như này với giá là 125.000. Mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em này. Bộ giác hoa thị, bác nào lấy hoa thị thì báo em này. Đó, bác nào lấy
lục bi thì báo em này. Đó, đây là đầu bi này. Rồi, với giá là 125.000 này. Hàng của Kabushi hết nhá. À, hàng Made in Japan này. Đó. Mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em nhá. Với giá là 125.000, mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em. Đó, rồi, em sang sản phẩm tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con bộ vít Đức. Đây. Đây là bộ vít Đức của nhà em nhá. Đó. Đợi em xíu em chỉnh cái cây gậy. Đó. Bộ vít Đức này của nhà em thì em nói thật là bao thích luôn. Thôi chú đi chú mua không biết bao nhiêu để in tặng luôn bạn bè nhà mua hộ đó. Rồi, một cái bộ đầu vít Đức này của nhà em thì rất chi là nhiều đầu, nhiều vít luôn. Con này nó chơi cái đầu đi đâu ở đây này. Đó, đây đây đây. Đợi em xíu em lấy và em lắp à. Đó, nó sẽ gồm tất cả các đầu đi như này, con này mở được cả ốc của Nhật luôn này. Đó. Rồi, hiện tại một cái đầu vít như này em Hà đang để cho mình với giá là 310.000 đồng. Mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em nha. Đó. Nó sẽ có cả cái đầu cần nối dài của nó như này. Đấy. Bẻ cong các kiểu đều được luôn nha. Đây, bẻ cong này để mình vặn cong các kiểu đều được luôn này. Và con này xoay được 180 độ giúp em nhé. Xoay được 180 độ như này nhé. Mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em này. Đó, bộ vít Đức với giá là 310.000 đồng. Một bộ vít Đức như này. Mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em. Đó, đây, hàng đây. Khi em giao hàng cho mình thì sẽ là hàng trong hộp các kiểu như này cho mình luôn nhá. Đó, hàng trong hộp các kiểu như này luôn. Đó. Và đóng thì là nó sẽ có cái khuy đóng của nó như này nhá. Đây. Khuy đóng của nó như này, mình đóng mình đẩy vào là được nhá. Đó, mời các bác và các anh các chị lên đơn với em. Đó. Hàng rất đẹp và xịn xò như này luôn. Rồi, em sang sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con đầu khẩu. Đây. Bộ đầu khẩu của nhà em này. Đó. Dòng này là bộ đầu khẩu xịn của nhà em nhá. Dòng này nó sẽ có từ đầu bao nhiêu? Nó sẽ có từ đầu 10 cho đến đầu 20. Đầu bao nhiêu đây? Em đọc cho kỹ. Đây. Từ đầu 10 đến đầu 22 nhá. Đây. Bộ đầu khẩu của nó sẽ có từ đầu 10 đến đầu 22 này. Đó. Rồi. Một bộ đầu khẩu này thì nó sẽ gồm một cần tự động. Đây là cần tự động này. Đấy. Tự động kèm đổi chiều luôn cho mình. Đó. Đó, đổi chiều này. Đây, lúc bây giờ em vặn như này nhá. Lúc em gạt cái cần đến về bên này thì nó lại vặn như này. Đó. Gọi là cần đổi chiều đấy. Và đây là cái bộ này là cái cần nối dài của nó. Rồi, một cái bộ như này em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 210.000 đồng. Mời các bác và các anh các chị lên đơn cho em là bộ khẩu xịn với giá là 210.000 đồng cho một bộ đầu khẩu xịn này nhá. Dạ rồi. Tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con móc cổ An Tôm. Đây là dòng móc cổ An Tôm nhá. Móc cổ An Tôm này thì mình có thể mình móc được tất cả các dòng đầu nước các kiểu đều được luôn, các vít các kiểu như này luôn. Rồi một cái đầu như này em Hà đang để cho mình với giá là 130.000. Mời các bác và các anh các chị lên đơn với em là bộ móc An Tôm, bộ móc cổ An Tôm này. Với giá là 130k nha. Mời các bác và các anh các chị lên đơn với em. Đó, đây. Nó sẽ móc như này tất cả các kiểu như này cho mình luôn. Đó. Rồi. Tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con đầu điếu này. Đây. Cái đầu điếu này thì em còn có ít nhá. Đó. Còn có từng này thôi, nó có sẽ có tất cả các đầu là đầu 14 này. Đây. Đầu 19 này. Đó. Đầu 13 này. Đó. Nó lung tung đầu lên. Bác nào lấy đầu nào thì báo em đầu đấy nhá. Dạ đầu này thì hiện tại này em Hà đang để cho mình với giá là 45.000 một đầu. Mời các bác lên đơn cho em là đầu điếu với giá là 45.000 một đầu này. Đó. Còn bác nào lấy điếu, con này em gọi là điếu nhá. Điếu em cũng để cho mình với giá là 45.000 một điếu như này nhá. Nó cũng sẽ có kích cỡ 12, 14, 18 bao nhiêu đấy, lung tung lên 17 các kiểu đấy. Bác nào lấy cái đầu nào thì báo em đầu đấy nhá. Với giá là 45.000. Rồi, tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con kìm bấm. Kìm bấm cộng lực, đây là kìm bấm cộng lực của nhà em này. Đó. Kìm bấm cộng lực này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là 120.000 cho một cái con kìm bấm cộng lực như này nhá. Hàng của Made in Japan nhá, hàng của Nhật luôn nhá, Kabushi như này này. Đó. Rồi. Mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em kìm cộng lực với giá là 120.000. Rồi. Tiếp theo qua cho mình nữa là dòng mũi khoan Taro. Đây,
Đây là dòng mũi khoan tarot này, thì hiện tại em Hà đang để cho mình một cái bộ mũi khoan tarot này với giá chỉ có là 160.000. Mời các bác và canh các chị lên đơn với em mũi khoan tarot nhá. Nó sẽ có tất cả các cái đầu mũi khoan từ nhỏ đến lớn các kiểu như này luôn. Đó, rồi. Mời các bác và canh các chị lên đơn với em với giá là 160.000. Đó, rồi. Tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng mũi khoan xịn của nhà em nhá. Em nói luôn là dòng mũi khoan xịn này. Dòng này là dòng mũi khoan đa năng này. Sao nó mở nó khó thế này rồi. Đó, đây, mũi khoan đa năng của nhà em Hà đây nhá. Đó, mũi khoan này thì mình khoan được đa di năng giúp em luôn. Mũi khoan này thì nhiều khách phản hồi về cái dòng mũi khoan này nhà em rất tốt, bởi vì em test thì em không test đâu, em nói thẳng luôn. Nhưng khách phản hồi về các cái sản phẩm như em, hàng nào mà em vẫn cứ bán hoài, đấy là hàng xịn, hàng tốt luôn. Rồi, cái dòng này thì em sẽ có tầm 6, 8, 10, 12. Mời các bác lên đơn giúp em nha. Hiện tại là 6 em đang hết hàng, chỉ còn 8, 10, 12 thôi. Một đầu này em đang để cho mình với giá là 50.000 nhé. 50.000 cho một cái đầu mũi khoan này nè. Đó, với giá là 50.000. Mời các bác và canh các chị lên đơn giúp em. Lấy bao nhiêu đầu em bán bấy nhiêu nha. Đó, rồi. Tiếp theo cho mình nữa là cây lấy dấu. Cây lấy dấu thì cũng chỉ còn có vài cây nữa là hết rồi. Gọi là cây lấy dấu tự động, em Hà đang để cho mình với giá là 40.000 cho một cây lấy dấu tự động như này nha. Hàng rất chi là xịn sò luôn này. Đó, rồi mời các bác và canh cho chị lên đơn. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con kìm đa năng. Đây, đây là dòng kìm đa năng của nhà em. Là kìm đa năng thì em sẽ có dòng kìm đa năng của Đức nha. Đó, dòng kìm đa năng của Đức này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là 150.000 cho một con kìm đa năng của Đức như này nhá. À, con này chỉ có cắt mi siết được thôi, chắc em nghĩ là cắt mi siết được thôi, chứ con này không có ấy được đâu nha. Đấy, em thì em không nắm rõ được những cái này, nhưng mà đây đó. Rồi, mời các bác và canh các chị lên đơn giúp em với giá là 150.000 kìm xanh đó. Rồi, kìm này là kìm đa năng Nhật này đó. Rồi, dòng này thì nó sẽ có là make in Japan, và con này thì làm từ thép CRV và cắt suốt tiết đều được luôn với dòng này nhá. Đây, con này tuốt này ở đây này, đấy, phải siết các thứ ở trên này hết luôn, cắt này các kiểu này. Rồi, con này thì hiện tại em Hà đang để cho mình cũng với giá là 150.000. Mời các bác và canh các chị lên đơn giúp em này. Đó, rồi. Tiếp theo qua cho mình nữa là về mấy cái dòng con cà lê mỏ lết này nhá. Đây. Đó, cà lê này là cà lê bãi này. Con này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá là 120.000 cho một cái loại đầu mà 250mm nhá. Đầu cà lê bãi thì nó chỉ như thế này thôi, nó không được sáng, nó cũng không được mới lắm đâu. Nhưng mà em sẽ lựa làm sao để in cho mình về mình xài là được là được. Dạ rồi, đây made in Japan như này nhá, 120.000 cho một cái loại mà 250 này. Đó, rồi, còn cái loại bé hơn, đợi em một xíu, cái loại bé hơn của nó đâu rồi nhỉ, đây. Cái dòng này bé hơn nhá. Đây, cái dòng này bé hơn thì cái dòng này em Hà đang để cho mình với giá là 100.000. 100.000 cho một cái loại như này nhá. Mời các bác và canh các chị lên đơn giúp em. Đó, 100.000. Đó, rồi. Mời các bác và canh các chị lên đơn giúp em nhá. Rồi, tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con kìm mở phe của Bahu. Đó, kìm mở phe của Bahu này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá là 90.000 một cái kìm mở phe như này. Nó sẽ có đầu thẳng, đầu vuông, đầu dẹt các kiểu đấy, thì lên đơn giúp em nha với giá là 90.000. Rồi, tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con kìm cắt tôn. Đây là kìm cắt tôn của nhà em nha. Đó. Kìm cắt tôn này, con này là hàng của Kabushi, hàng Nhật nhá. Rồi, hiện tại em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 220.000 cho một con kìm cắt tôn như này nha. Mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em là kìm cắt tôn với giá là 220.000 này. Đó. Rồi, tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con này là con mũi khoan tháp hộp nhôm. Đó. Mũi khoan tháp hộp nhôm này thì em Hà đang để cho mình với giá là 190.000. Mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em này. Đó. Hàng sẽ như thế này cho mình luôn này. Đó. Make in Japan các kiểu như này cho mình luôn nhá. Với giá là 190.000. Mời các bác và canh các chị lên đơn với em này. Đó. Rồi, tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con kìm con mũi khoan tháp này nhá. Mũi khoan tháp trong hộp đỏ này thì con này nó sẽ gồm 6 mũi đi kèm như này giúp em này. Đó, 6 mũi đi kèm luôn này nhá. Đó, rồi, một cái dòng mũi khoan tháp này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là đây. Đó, với giá là 140.000, cái loại này là hàng của Nhật nha. Bây giờ nó có dòng nhiều và dòng lắm, nhưng mà nhà em chỉ bán đây, made in Japan này. Đó, hàng của Nhật nha, không bán hàng vớ vẩn. Với giá là 140.000, mời các bác và canh các chị lên đơn giúp em này. Đó, hàng rất chi là xịn sò và đẹp như này luôn.
Đó. Rồi tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con kìm cắt ống nước. Đây, kìm cắt ống nước thì con này nó sẽ có size là 42mm. Hiện tại em Hà đang để cho mình một cái kìm cắt ống nước này với giá chỉ có là 110.000 đồng. Một con kìm cắt ống nước của Kawushi. Con này em bao cắt sướng luôn, bởi vì nhà em Hà đã xài rồi, em lôi ra xài rồi, cắt rất sướng luôn. Đó, ống nước nhà em hỏng mà. Hôm đấy ông xã em lôi ra xài á, trời ơi cắt, chồng em bảo câu sao cắt ngọt thế không biết được. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con con này là con kìm chết. Em sẽ lên dòng dòng tốt nhất. Đây là dòng này là dòng của Kabushi và con này cũng là của Kaipuka này. Đó, hàng này là hàng của Nhật nhá. Con này thì làm từ thép CRP này và sẽ có tay chống trượt cho mình các kiểu như này luôn. Đó, rồi. Hiện tại một con kìm bấm chết này em Hà đang để cho mình với giá là 140.000. Mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em là kìm bấm chết Nhật xịn với giá là 140.000. Rồi, dòng thứ hai của nó thì nó là thường hơn một xíu. Đây, Made in Japan này. Con này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá là 105.000 cho một con kìm bấm chết như này nha các bác nha. Mời các bác và các chị lên đơn giúp em 105.000 nha. Đó, rồi hàng của Kim Bi Phong. Đó, rồi Made in Japan này. Đó, sẽ có tay chống trượt các kiểu này cho mình nhá. 105.000 mời các bác và các chị lên đơn. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con kìm USA này. Đó, kìm bấm chết USA. Hiện tại một con kìm này em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 90.000. Mời các bác và canh các chị lên tâm giúp em là 90.000 cho con kìm bấm chết USA này. Đó, rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con kìm mỏ quạ. Đây, kìm mỏ quạ này là kìm mỏ quạ An Tôm này. Đó, kìm mỏ quạ An Tôm này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá là 120.000 cho một con kìm mỏ quạ An Tôm. Mời các bác và canh các chị lên đơn giúp em kìm mỏ quạ An Tôm với giá là 120.000 này. Đó, rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con kìm xanh như này nhá. Đó, kìm mỏ quạ xanh này em Hà đang để cho mình với giá là 95.000. Mời các bác và canh các chị lên đơn giúp em là kìm mỏ quạ xanh với giá là 95.000. Đó, rồi tiếp theo qua cho mình nữa là cái dòng con cà lê đa năng. Con này là gọi là con cà lê đa năng nhá. Đó, nó sẽ xoay được 360 độ như này giúp em. Đó, rồi đầu này nó cũng xoay được như vậy luôn. Nó sẽ có từ đầu 8 cho đến đầu 21. Một cái cà lê như này em Hà đang để cho mình với giá chỉ là 230.000. Mời các bác và canh các chị lên đơn giúp em nha. Với giá là 230.000 nha. Dạ rồi, em sẽ lên một ít vào cái dòng bình nhớt của nhà em. Đây, bình nhớt Kabushi hàng uốn dẻo như này nhá. Đó, và uốn dẻo như này luôn này. Rồi, dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 40.000. Mời các bác và các anh các chị lên đơn giúp em. Dạ vâng, rồi thì em cũng xin phép dừng like tại đây. Em cảm ơn tất cả các bác và các anh các chị đã quan tâm theo dõi shop Ngọc Hà nhà em nhé. Em xin chào và tạm biệt. Nhớ cho em xin nút like và một nút đăng ký kênh để nhiều người biết tới shop Ngọc Hà nhà em nhiều hơn. Em xin chào và tạm biệt ạ.